Ok, phần 2 các bác nhá. Hay là đi hỗ trợ Bắc Ninh, quay cho các bác xem các gian hàng. Cơ bản các hỗ trợ thường có rất nhiều các đặc sản địa phương. Đấy, ví dụ ở đây có món tôm này, Thanh Hóa. Nước mắm Ba Làng Thanh Hóa, cho thử luôn các loại cá khô. Đấy, ui, cá này trông cá gì mà vàng trông ngon này, các loại cá khô, cá chỉ vàng, cá này nướng rán ăn ngon. Ok, đây là các gian hàng thời trang này. Thời trang. Mắm tôm, mắm tép, trứng thịt. Mắm đồ khô, miến, các loại miến, măng, ốc nhĩ, nấm hương, mật ong, bạc hà, củ tam thất. Các loại nông sản thuốc bắc. Rất nhiều. Đấy, đến đồ hàng ăn. Đấy, bây giờ là đang là 12 giờ kém buổi trưa, thế nên là hơi vắng khách một chút. Đấy, các loại đồ ăn rất là ngon. Ok, lát em quay lại mua. Đang đấy, đồ chơi vâng. Tí dẫn con gái xuống mua. Gần. Ok, nhất trí. Có chứ. Lần này hơi vắng nhỉ? Cơm trưa, vâng. Đúng rồi. Đấy, các loại miến. Đồ khô, mực tam thất, hoa tam thất. Châu gác bếp, nấm tuyết, ok. Đấy, tương ớt Mường Khương, wow, nhiều đặc sản nhiều. Thịt châu, các loại trồng quả trâu này là bò không phải trâu. Chuối sấu, trâu nghe bên mình là ở tỉnh nào đấy em? Yên Bái ạ. Ồ, Yên Bái. Ờ, trâu ngon nhờ. Thì trâu, thì bò, đây là trâu, đây là bò chứ đúng không? Vâng, đây là đầu bò tót này. Bò tót à? Vâng. Trên Bài có bò tót à? Không, đây là đầu bò tót Shopee. À thế à? Chứ kể cả bò tót. Mình trưng kìa. Ờ, bán anh, em bán anh. À thế à? Ừ. Wow. Chứ đầu Việt Nam thì nếu chưa bán thì mất rồi. Đúng rồi. Nếu mà được cao xương thì chỉ có đầu bò tót. To nhờ. Đầu thật luôn đấy đúng không? Vâng. Wow. Các xưởng của mình ở trên Yên Bái luôn. Dạ, vâng, nhà máy trên Yên Bái. Ừ. Yên Bình, Yên Thu Ba. À? Gọi là bò thô Thu Ba. Đấy là châu. À châu. Ừ. Bên kia mới là bò. Ok. Lợn gác bếp, châu gác bếp. Ok. Cả chuối luôn. Đây là khoai, bên này mới là chuối. Khoai này. Ừ. Khoai lang nhiều mật. Đặc sản nhiều. Khoai lang mật. Đó. Ok.
anh đang quay cho bạn bè anh xem nữa luôn, để tí nữa ra mua. Không vắng quá nhờ, ấy hơi vắng. Tất cả đều là Yên Bái hết hả em? À thế à? Khoai này thì Đà Lạt, còn chuối là thì Quảng Trị. Ờ. Mỗi nơi thì nó sẽ có một chút hay, ví dụ như khoai này em thấy ngon quá. Ờ. Thì này em lấy về à, bán thêm. Rồi. Còn chuối này cũng là Quảng Trị, nó thì là bọn em khi bọn em đi hội chợ bọn em thì cảm thấy ngon. Và nó cũng là sản vùng miền, nó không có rồi nó cũng được. Ô cốt công nhận 3 sao thì chứng tỏ là an toàn thực phẩm chất lượng, nên là bọn em lấy về bán kèm cũng vẫn được. Còn nai các bếp, châu các bếp, bò khô, nạp sườn thì ba chỉ thì đều ở Yên Bái hết. Những cái gì nhà em làm thì là nó ở Yên Bái. Rồi. Có một chút đồ hoa quả thì sẽ là ở vùng miền khác. Không ảnh hưởng. Việc này bọn em bán thêm cho khách nhiều vừa là mấy sẽ làm quà tặng. Đúng rồi. Nhà thì em làm quà tặng cho khách để giới thiệu những ăn đồ Việt Nam ở đâu. Chính xác. Bò khô đấy. Bên chấm chéo luôn. Có những cái thì nó ở khâu phạ. Đấy, chấm chéo khâu phạ nhưng mà sản xuất lại ở Hải Dương. Khi mà cái hạt cửa hàng cái này ở Yên Bái. Đúng rồi. Nhưng mà cái gia vị của nó trộn vào thì trộn vào mấy cả xưởng kiểu đóng gói đóng biết là phải có nơi sạch sẽ, đúng rồi. Để mà được công nhận 3 sao thì bọn em phải có cơ sở sản xuất uy tín. Người ta phải đến kiểm tra các thứ chất lượng vệ sinh an toàn. Tại vì liên quan đến đồ ăn uống nó rất là nguy hiểm. À rồi. Mà nơi sản xuất mà bẩn thì không đạt chất lượng thì nó sẽ không cho được ô cốt 3 sao. Nó sẽ sập ngay cái thương hiệu của nó. Bắt được cái an toàn vệ sinh nữa nên là hợp lý, chính xác. Ok, lát anh quay lại anh mua nhá. Anh đi một vòng Tân Châu, bánh đa, nem, bánh gai, Thanh Hóa à anh? Bánh gai. Đấy, ở đây là cô có cả ấy á, gọi là cơm cháy này. Đấy, các loại cơm thương hiệu ô cốp luôn. 3 sao luôn. Hay nhờ, đấy. Mình ở Hải Dương lên, à quên ở Thanh Hóa lên đấy ạ. Vâng. Thọ Xuân. Gian hàng Thanh Hóa là. Gian hàng Thanh Hóa. Chỉ có đồ của Thanh Hóa thôi. Ờ. Xuất sắc, bánh đa. Bánh đa, nhưng mà thực ra bánh đa nếu mà nói bánh đa phải Bắc Giang, bánh đa đúng không? Mỗi vùng miền có mỗi đặc sản. Đâu cũng kiểu có cách, sản đúng rồi. Đấy. Giò bò hấp này, nem chua, chuẩn rồi. Đây là nem chua to này cơ, bây giờ làm nem chua to này luôn. Đúng rồi, đấy. Nem chua to luôn này. Ok anh. Người ta không xài nhỏ, xài to thôi. Hồi xưa cứ muốn cố làm cho nhỏ lại, bây giờ phải to ra đúng không? Đúng rồi, càng ngày càng to. Đúng rồi. Ok, đấy. Rồi, gian hàng Thanh Hóa nhá. Các bác đến xem. Đây, Thanh Hóa luôn, tính ra Thanh Hóa. Ô, khu vực này toàn Thanh Hóa này. Rồi. Đấy, các loại mắm. Nổi tiếng luôn, đặc sản địa phương. Đấy, ở đây là Thái Nguyên. Miến này. Miến rong, miến từ củ rong, đúng không? Nấm này, mộc nhĩ này. Mộc nhĩ to chưa này? Mộc to luôn. Tương này. Rất là thơm. Măng. Măng khô. Nấm mộc nhĩ. Quang, Thanh Hóa, ok, tiếp theo nha, này gian hàng thực phẩm này, trông màu sắc rất bắt mắt, đấy, đây là kẹo lạc, đấy, kẹo lạc, chè lam, bánh vừng, xin cái nào, ui xời. Mỹ Đức, tôi hỏi Mỹ Đức. À, ngon quá. Kia rồi đấy chị gái. Từ chó. Kéo rồi. Chị Lam. Chè lam thì bằng tiền chén, chè lam thì 80.000 một cân, chè lam bằng tiền nhau thì một hộp này là
Trẻ Lam hồi xưa là thích ăn lắm, chẳng qua bây giờ sợ béo không ăn nhiều nữa thôi. Bát đũa này, đũa này. Nhà thuốc gia truyền, ốp điện thoại, đồ ăn. Ok, tí em quay lại mua. Đang đi quay một vòng. Giày da 150.000. Rẻ quá. Quá rẻ. Túi này, các loại túi này. Ui. Đeo các loại luôn. Đẹp. Quá đẹp luôn. Quần áo, đồ ăn giống một cái chợ chưa? Cũ của Nhật. Bơm. Bơm ô tô, xe máy ạ, xe đạp cũng bay bằng đá đấy ạ. Thuộc bậc. Mắm các kiểu. Yeah.
Đấy, ok, thì đã dẫn các bác đi một vòng xem các gian hàng ở hội chợ nhé. Cơ bản hội chợ vậy thôi. Đấy, chủ yếu là những cái đồ mà mang tính chất là tiêu dùng nhiều. Đấy, trông như giống như kiểu mình vào chợ, những chợ như kiểu chợ Đồng Xuân ý nhỉ, cũng không khác mấy, chợ Đồng Xuân rồi chợ Bến Thành. Đấy, mỗi khác tí là nó ít đồ ăn, kiểu đồ ăn vặt thôi, còn lại thì là chủ yếu là bày những cái đồ mà mua về, quần áo thì là đồ khô các kiểu. Đấy, ok, quay để cho các bác xem là một cái hội chợ như nào nhá. Mình quay vào 12 giờ trưa nên nó hơi vắng, tầm chiều nó sẽ đông hơn. Ở đây là trung tâm văn hóa Kinh Bắc của tỉnh Bắc Ninh. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhá. Rất nhiều gian hàng luôn.